Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Người Phục Vụ. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài 5 trong loạt bài tâm lý trị liệu, đó là tinh thần lạc quan và trị liệu tâm lý. Các bạn thân mến, trong cuộc sống thường nhật với biết bao sự lo toan vất vả đặt ra cho ta, nhiều thách thức cam go mà muốn đi tiếp ta phải cố gắng vượt qua. Cho nên hạnh phúc trong cuộc đời nó phụ thuộc vào nhiều góc cạnh, nhiều góc nhìn và nhiều cách suy nghĩ riêng của mỗi người. Do đó, tinh thần lạc quan là liều thuốc an thần quý giá, giúp cho chúng ta vững vàng bước đi và cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống. Các bạn thân mến, lạc quan là một thái độ sống của mỗi người, luôn tìm thấy sự tích cực trong các sự việc, cho dù những sự việc đó là không tốt đẹp, không suôn sẻ là mấy. Lạc quan khiến cho con người luôn giữ bình tĩnh tươi cười trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh và tình huống của cuộc đời. Cho nên các bạn thân mến, người có sự lạc quan sẽ luôn có sự nhẹ nhàng, thanh thản, an nhiên tự tại và mỉm cười trước mọi vấn đề và mọi sự việc xảy ra đối với mình. Cho nên, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết rằng: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Còn nhạc sĩ Linh Mục Quang Uy cũng đã sáng tác một bài hát Cười Lên Đi, để muốn nói rằng chúng ta hãy cười và lạc quan để làm cho tâm hồn và cuộc sống của chúng ta thư thái, bình an. Ngài đã hát lên rằng: cười lên đi cho tâm hồn thoải mái, cười lên đi cho thoải mái tâm hồn, cười lên đi cho người ta thoải mái tâm hồn ta, hãy cười lên đi. Các bạn thân mến, lạc quan sẽ giúp cho tâm hồn mình khỏe mạnh và sức khỏe tinh thần lành mạnh, giúp cho chúng ta tận hưởng một cuộc sống tốt hơn, tươi đẹp hơn, đồng thời tăng cường sức khỏe và thể chất và sức chịu đựng của cơ thể. Cho nên ông bà ta có câu: tư tưởng không thông thì mang bình đông cũng nặng, là vậy. Quả thế các bạn thân mến, các nhà tâm lý học trên thế giới đã chứng minh người có suy nghĩ lạc quan về sức khỏe thì họ sống lâu hơn người có suy nghĩ bi quan. Thật vậy, sống lạc quan giúp cho con người dễ dàng vượt qua khó khăn, bởi vì họ sẽ luôn tìm thấy cánh cửa khác mở ra khi đã có nhiều cánh cửa khép lại. Họ sẽ luôn tìm kiếm các tình huống khả quan, tốt đẹp hơn sau một lần thất bại hay khó khăn nào đấy. Họ biết rút kinh nghiệm để biến thành kinh nghiệm sống và luôn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn. Khi tinh thần luôn vui vẻ và lạc quan thì người ta cũng sẽ có nhiều suy nghĩ tích cực sáng suốt, có nhiều hành động sáng tạo và đúng đắn hơn. Người lạc quan sẽ biết chấp nhận đối đầu với thực tế để tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, khoa học, và luôn tự tin vào bản thân để cố gắng hết sức vì công việc hay giải quyết một vấn đề nào đó. Các bạn thân mến, tinh thần lạc quan còn có thể truyền cảm hứng cho người khác. Nét mặt vui tươi, tinh thần tích cực sẽ làm cho môi trường sống chung quanh của bạn trở nên lành mạnh, chan hòa hơn. Các vướng mắc, các khó khăn gì nếu cùng được chia sẻ và nhìn nhận với góc độ tích cực lạc quan thì cũng sẽ nhanh chóng qua đi, khiến cuộc sống vui tươi, an nhàn hơn, hiệu quả công việc cũng cao hơn và giá trị cuộc sống của bạn cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Các bạn thân mến, sau đây là một số phương pháp trị liệu cho tinh thần lạc quan. Thứ nhất, luôn nhắc nhở bản thân mình với những câu nói tích cực. Các bạn thân mến, trong khi nhiều người trong chúng ta tin rằng hạnh phúc dựa trên những yếu tố bên ngoài, nhưng thật sự là chỉ có chính bản thân ta mới tạo ra được con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc. Nhiều người trong chúng ta thường tự tạo cho mình những thông điệp tiêu cực khi chúng ta gặp khó khăn, nỗi buồn bằng những câu nói như: tôi không đủ tư cách, tôi không có khả năng, tôi không đủ thông minh, hoặc là số tôi nó vậy, hoặc là tôi không đủ hấp dẫn, hoặc là tôi chấp nhận buồn bực, tôi không có khả năng trình độ làm những việc đó, vân vân.
vân. Các bạn thân mến, để bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, bạn cần thay đổi những thông điệp này, cố gắng thay thế những suy nghĩ tiêu cực và những câu nói tiêu cực trong đầu của mình bằng những lời động viên, khen ngợi tích cực để bản thân cảm thấy tốt hơn mỗi ngày. Chẳng hạn, khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh hay những biến cố hay những sự buồn trong cuộc đời, chúng ta chọn những câu nói của những người đời để lại, hay tìm thấy những sách vở trên mạng và hãy lấy nó làm lẽ sống và giúp bạn vượt qua nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi khó khăn và bất cứ biến cố nào mà bạn có thể, mà nó có thể làm cho bạn phải bi quan và sầu khổ. Chẳng hạn như người ta nói, cuộc sống luôn thay đổi từng ngày từng giờ, không ai trong chúng ta có thể thay đổi điều ấy. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm, đó là chọn lựa cho mình một lối sống mới. Hoặc là câu nói khác, ngại ngần gì mà bạn không tự order cho bản thân mình một ly cảm xúc nhiều đường, 70% tự tin và 30% vui vẻ. Hay là câu tục ngữ chúng ta gặp trong cuộc sống rằng, thấy không cây lá còn tươi, huống chi ta phải làm người buồn thiêu. Rồi có người nói rằng, có tẩy có bút tại sao không tự xóa nó đi, những nỗi buồn mà vẽ lên một tương lai tươi đẹp cho mình. Rồi còn câu nói khác tự an ủi mình rằng, lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô tô và chạy lòng vòng đợi trời mưa xuống. Hay là khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. Các bạn thân mến, đó là những câu nói để đời, để chúng ta làm niềm vui, làm lẽ sống cho mình khi gặp những cái hoàn cảnh làm cho mình phải sầu khổ. Nhưng nhờ những câu nói đó mà nó thúc bách trong tâm lý của mình, trong tư tưởng, trong lời nói của mình, và nó thúc bách cho tinh thần của mình mỗi ngày một lạc quan hơn. Thứ hai, để có tinh thần lạc quan, bạn hãy tập trung vào thành công của bạn. Các bạn thân mến, hầu hết chúng ta đều vui mừng khi biết đến những thành công và thành tích của người khác. Tuy nhiên, khi nói đến của riêng mình, chúng ta lại thường bỏ qua hoặc là coi nhẹ những thành quả đó. Để bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn về bản thân, bạn cần thường xuyên nhắc nhở mình về những gì mình đã và có thể đạt được. Nó như một động lực giúp bạn phấn đấu hơn nữa, để bạn có thể thành công hơn nữa trong các lĩnh vực của cuộc sống. Hãy ngừng để ý quá nhiều vào những lời chê trách. Bạn nên suy gẫm về những thành tựu trong quá khứ và bắt đầu thực sự đánh giá cao thành công và những gì bạn phải nỗ lực mới đạt. Phương pháp thứ ba là bạn hãy tìm cho mình một nguồn cảm hứng. Các bạn thân mến, nếu bạn muốn trở thành một người lạc quan, bạn nên tìm cho mình một nguồn cảm hứng, một khuôn hình mẫu tích cực, hay là một người đã thành công trong trị liệu tâm lý để bắt chước, cho dù đó là đồng nghiệp của mình, bạn thân, hay là một người nổi tiếng, thậm chí là một người dân bình thường. Chỉ cần họ là người có thể truyền cảm lạc quan, phấn khởi cho bạn mỗi ngày. Bất cứ khi nào suy nghĩ bi quan bắt đầu len lỏi vào tâm trí, hoặc bạn cảm thấy mình đang ở trong một tình huống khó khăn, buồn chán, hãy nghĩ đến cách mà người đó đã xử lý tình huống của họ là gì, để có thể học tập và tìm ra niềm vui cho mình, đem lại niềm lạc quan cho mình. Các bạn thân mến, phương pháp thứ tư đó là tập trung vào những điều tích cực. Cách bạn phản ứng với các sự kiện trong cuộc đời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình tìm đến hạnh phúc và lạc quan. Khi một tình huống tiêu cực xảy ra, người tìm được niềm vui sẽ là người biết cách chuyển sự tập trung của họ đến những điều tích cực. Bạn có thể coi những thất bại là một lần mình trưởng thành, vì chỉ có khi vấp ngã, bạn mới biết mình cần phải chỉnh sửa ở đâu. Hãy cố gắng tập trung vào những gì bạn có thể học và thu được từ kinh nghiệm của mình hơn là những gì bạn sẽ mất. Phương pháp thứ năm đó là đừng cố dự đoán tương lai. Các bạn thân mến, khi mọi thứ diễn ra như không mong muốn, những người lạc quan có xu hướng xem mỗi sự việc như một sự kiện riêng lẻ, trong khi những người còn lại thường để ý các điều tiểu tiết và nghĩ rằng nếu nó xảy ra một lần, nó sẽ xảy ra lần nữa. Tuy nhiên, một kế hoạch, một mối quan hệ thất bại không khiến bạn trở thành một người thất bại. Một sự việc đáng thất vọng xảy ra một lần hay là nhiều lần không có nghĩa là nó sẽ xảy ra nhiều lần nữa. Đừng cố nghĩ về những trường hợp tiêu cực có thể xảy ra.
bạn hãy tập trung vào những giá trị thực tại mang lại cho mình khi mình lạc quan và tiếp tục phấn đấu. Phương pháp thứ 6 đó là bao quanh bản thân với sự tích cực. Bạn thân mến, dành thời gian với những người tiêu cực, những người luôn nhìn thấy điều tồi tệ trong mọi tình huống là một lối tắt dẫn đến con đường chông gai của việc tìm kiếm hạnh phúc và sự lạc quan. Để giúp bạn lạc quan, bạn cần có những người tích cực xung quanh bạn, những người giúp bạn biết trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống, chẳng hạn như âm nhạc, văn học, phim ảnh, đam mê một thú vui lành mạnh hay là những bài học kinh nghiệm vân vân. Chúng có ảnh hưởng khách quan đến bạn. Chúng có thể đem lại cho bạn những năng lượng và những thông điệp thật đẹp giúp bạn ngày càng yêu đời và lạc quan hơn. Phương pháp cuối cùng đó là tập trung vào giải pháp hơn là vấn đề. Các bạn thân mến, những người bi quan có xu hướng tập trung vào các vấn đề, tìm kiếm lý do tại sao điều đó xảy ra. Trong khi đó, những người lạc quan tìm kiếm các phương pháp. Hãy nhớ rằng, việc bạn cứ để cho một suy nghĩ tiêu cực bủa vây sẽ chẳng thể giúp bạn giải quyết được vấn đề gì. Những câu chuyện ấy có thể thật khó chịu và không công bằng, nhưng điều đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, cho dù bạn muốn hay không. Thay vì suy gẫm về những gì trong quá khứ, hãy bỏ qua những hối tiếc và những suy nghĩ tiêu cực để chủ động và bắt đầu lên kế hoạch cho những cơ hội mới trong tương lai. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này, chúng ta hãy tạo ra ở tinh thần của mình những niềm vui vững chắc để tìm thấy được ở mình sự lạc quan mạnh mẽ nhất. Khi cuộc đời có trăm lý do để khóc, để buồn, thì hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. Hãy rèn luyện cho mình tâm lý sống này bạn nhé, vì nó sẽ giúp bạn tự tin hơn, vui vẻ hơn khi làm việc. Sự lạc quan sẽ giúp bạn biết sống có ý nghĩa hơn và tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người chung quanh bạn và cho chính bạn nữa. Hãy luôn tạo cho mình tinh thần lạc quan để cảm nhận và quý trọng những điều tốt đẹp mà cuộc sống đã ban tặng cho bạn và cho mỗi người chúng ta. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng sống lạc quan giúp chúng ta thêm yêu đời, yêu cuộc sống, vượt qua những khó khăn, những thử thách, những buồn phiền của cuộc đời này. Bởi vì người lạc quan luôn nhìn cuộc sống bằng cặp mắt yêu thương, tự tin và hạnh phúc. Đó chính là lý do họ gắn bó với cuộc sống. Sống lạc quan giúp chúng ta luôn nhìn về tương lai và luôn muốn một tương lai tốt đẹp, tươi sáng và rạng ngời. Mến chúc các bạn thành công và có một cuộc sống đầy lạc quan. Mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn bài sau.